mời các thành viên công đoàn ta khẩn trương bấm phiếu và bỏ phiếu. Quy chế công đoàn cơ sở đề ra hai lớn về thực hiện nhiệm. Trong nhiệm kỳ qua, sự nghiệp giáo dục của trường trung học cơ sở Tam Quan có sự phối hợp chặt chẽ các bậc của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường. Nhiệm kỳ qua, phòng thứ hai là phòng hướng nhiệm vụ của phòng công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015. Phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những khuyết điểm hạn chế nhận thức của công đoàn thì mọi hoạt động phải phù hợp với nguyện vọng của quần chúng, tôn trọng công tác hoạt động nữ cán bộ nhân viên, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên, hoạt động nữ công nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ công dân, xây dựng gia đình mình đảm chính phủ công đoàn các cái đội khác hoặc chuyển sang tài chính của công đoàn, chuyển sang tài chính của công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Chuyên bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu của đảng trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng hai quần chúng xuất sắc nhất nhiệm kỳ 2018 và một ý kiến tham gia đại diện của hội phụ nữ cơ 19 công bố kết quả bầu cử đại biểu dự đại hội. Nam, đảng ủy viên, chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn Tam Quan, các đồng chí là bí thư. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa tất cả quý thầy cô giáo, để điều khiển chính thức được bắt đầu.
cao trách nhiệm và kiểm tra giám sát trong năm học 2011-2012 vừa qua. Thứ ba, được sự cho phép của phòng giáo dục đào tạo, lãnh đạo các cơ quan hôm nay. Để nắm được hoàn cảnh sống, tâm tư, tình cảm và đồng thời phát hiện những